Vạn sự như ý. Càng khôn tập linh là một môn thể thao càng tập càng thích, với nhiều lợi ích: giảm cân, giảm stress, yêu người, yêu đời. Hôm nay chúng tôi xin trình diễn bài thế về mở đầu là thế trong liên hoàn, xuống vùng tiềm thức để nhìn sai lầm quá khứ, nhận tri hiểu mình, ngang vùng ý thức nghĩ suy, đâu là tốt xấu để không sai đường. Vùng siêu ý thức trên cùng, vị tha mở rộng, bỏ qua lỗi lầm. Đẩy trừ phiền não phương mang trong lòng, hãy cùng buông xả vạn duyên, khai mở tâm lượng trở về chân tâm. Trong nghịch hiện thân chân thật một lòng, thoái thân liễu nghiệp bao hàm đúng sai. Vận chiếu phá điểm mù thông dông, rộng tâm nhiếp thọ để rồi nhẹ nhàng tha thứ thành thơi cõi lòng. Giờ là biến thế hạt rồng, nhìn về quá khứ nhận tri sai lầm, động tâm quên hết phiền lo, mỉm cười phía trước tương lai đón mời. Buông xả chấp trước vị tha, để ta mở rộng tầm nhìn. Rồi là đội vũ trụ quan, đổi thay cách sống, cách nhìn lạc quan. Trời kết duyên mạng lưới giữa người với ta. Không dừng được nhân hùng. Giờ thì địa nghĩa thế nào? Địa là kinh nghiệm sống đời thế. Tìm kiếm ở đâu xa, ai ơi nhớ tập càng khôn, dồi dào sức khỏe tâm hồn an vui.
lần nữa, chúng tôi xin thay mặt tất cả anh chị em của Hội Từ Bi Phụng Sự chúc bà con cô bác năm mới an lạc. Trước